Hoa hậu Trái đất 2017 đến Việt Nam làm giám khảo. Hoa hậu Trái đất 2017 Karen Ibasco và Hoa hậu Toàn cầu 2022 St. Thomas đến Việt Nam làm giám khảo Hoa hậu và Nam Vương siêu mẫu thể hình Thế giới 2023. Ban tổ chức thông tin Hoa hậu Trái đất 2017 Karen Ibasco và Hoa hậu Toàn cầu 2022 St. Thomas sẽ đến Việt Nam với vai trò giám khảo. Cuộc thi Hoa hậu và Nam Vương siêu mẫu thể hình Thế giới 2023 Miss and Mr. Fitness Supermodel World 2023. Mùa giải năm nay sẽ diễn ra tại Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 5. Dàn thí sinh đại diện các quốc gia Việt Nam trong vài ngày tới. Ban giám khảo Hoa hậu và Nam Vương siêu mẫu thể hình Thế giới 2023 gồm Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể hình Đông Nam Á Huỳnh Ngọc Minh, nghệ sĩ nhân dân Mai Trung Kiên, nhà thiết kế Tuyết Lê, người đẹp Phan Thị Mơ, Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo, Nam Vương Cao Xuân Tài cùng hai giám khảo quốc tế là Karen Ibasco và St. Thomas. St. Thomas sinh năm 1992, cao 1,68m, từng là ca sĩ, người mẫu trước, khi vượt 72 đại diện các quốc gia khác để đăng quang Hoa hậu Toàn cầu hồi tháng 6 năm 2022. Trước khi thi Hoa hậu Toàn cầu 2022, cô từng trải qua vô số cuộc thi lớn nhỏ như Hoa hậu Rizzo 2016, Hoa hậu Bicolandia 2016, Hoa hậu Trái đất Philippines 2017, Hoa hậu Trái đất Philippines 2020. Thành tích cao nhất của người đẹp là Hoa hậu Lửa Philippines 2020, trước khi được bổ nhiệm Hoa hậu Toàn cầu Philippines 2021. Karen Ibasco sinh năm 1990, người Philippines, đăng quang Hoa hậu Trái đất 2017. Người đẹp tốt nghiệp Đại học chuyên ngành vật lý ứng dụng, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành vật lý y tế tại trường Đại học Santo Tomas. Trước khi thi Hoa hậu, Karen từng làm giảng viên đại học và chuyên viên tại trung tâm y tế ST. Lúc, hai Hoa hậu từng chạm trán tại Hoa hậu Trái đất Philippines 2017. Năm đó, St. Thomas thi trượt, chỉ đoạt giải phụ Miss Hana S 2017 còn Karen Ibasco đoạt Hoa hậu Trái đất Philippines 2017. Trước khi thi Hoa hậu Trái đất và giành chiến thắng vào cuối năm. Dàn đại sứ gồm Nam Vương Đạt Kiều, Hữu Anh, người đẹp Tường Vi và Thanh Nhi đồng hành cùng cuộc thi với nhiệm vụ đón tiếp và hỗ trợ đại diện các quốc gia đến Việt Nam. Năm nay, hai đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi là Á quân 2, Việt Nam Fitness Model 2019 tại Công Pháp và Quán quân Fitness Model World Việt Nam 2022, Hà My.